Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Như hôm vừa rồi mình có nói là mình sẽ so sánh con Samsung Galaxy A71 với cả con Oppo Reno 4 này. Reno 4 nha, chứ không phải Reno 4 Pro đâu. Thực ra nếu như xét ở cái mức giá cuối cùng các bạn phải bỏ tiền ra để mua thì con A71 bây giờ đang vào khoảng tầm 8 triệu tư tại Sellnet. Đây là giá hot sale giảm giá rồi. Và con Reno 4 trừ hết quà tặng đi chỉ còn khoảng tầm 6,8, 6,9 triệu mà thôi. Tức là chênh lệch giá nhau rất là nhiều. Thực ra nếu như xét ở cái mức giá thì các bạn phải so sánh với cả con Reno 4 Pro cơ. Tại vì con này sau khi trừ hết quà tặng đi giá sẽ trừ còn khoảng tầm 8,9 triệu. Tức là nó sẽ chỉ chênh giá đâu đó tầm khoảng 500k so sánh với A71 này mà thôi. Nhưng mà hôm vừa rồi mình lỡ nói là mình sẽ so sánh với Reno 4. Thế thì hôm nay chúng ta hãy nhìn xem với Reno 4 và A71 để xem với mức giá chênh lệch nhau khoảng tầm hơn 1 triệu như thế thì có xứng đáng để các bạn bỏ thêm tiền cho A71 hay là không, hay với Reno 4 đã là quá đủ rồi. Bắt đầu luôn vào ngay trong video ngày hôm nay nha. Let's go. Thực sự thì hai sản phẩm này có khá nhiều thứ chênh lệch nhau về trải nghiệm. Và nó cũng chênh lệch nhau về cái thời điểm ra mắt nữa. Ví dụ như A71 thì nó đã bán được một khoảng thời gian rất là lâu rồi, và bây giờ đã là cái mức giá giảm xuống. Thời điểm đầu tiên thì mức giá của nó trên 10 triệu cơ. Và đây là một lưu ý dành cho các bạn. Nó sẽ có cấu hình của năm ngoái, tức là Snapdragon 730, 8GB. Còn với Reno 4 thì nó sẽ là 720G và 8GB. Thông số RAM, thông số bộ nhớ trong thì tương tự như nhau. Và 720G và 730G thì nó cũng không khác biệt gì nhau quá nhiều về cái mặt sử dụng thực tế. Nó sẽ chỉ khác nhau một chút về cái hiệu quả gaming. Nhưng mà thực sự với những tựa game như là Liên Quân hay là PUBG, thậm chí là bán Call of Duty hay là bán một vài những tựa game khác thì nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Nói chung á, là hai sản phẩm này có cái hiệu năng mình đánh giá là tương đồng nhau. Thế nên bỏ qua yếu tố này luôn, mình sẽ chỉ nói về những thứ khác để xem cái giá trị mà những sản phẩm này mang lại với mức giá chênh lệch thì nó như thế nào. Rồi, cái điều đầu tiên chính là cái thiết kế. Thì đặc biệt là với A71 chúng ta có màu bạc độc đáo mới này, nhìn rất ấn tượng và đẹp, cũng như là nó thay thế hoàn toàn sang cái kiểu mặt lưng mờ nhám, cầm trên tay rất là sướng. Với Reno 4 thì chúng ta cũng sẽ có cái phiên bản màu xanh ấy, nhìn nó cũng là kiểu mặt lưng nhựa nhám, cầm rất là sướng. Tuy nhiên cái màu này của mình thì nó là kiểu bóng bóng, có những họa tiết in chìm phía bên dưới nhìn rất là ấn tượng. Nói chung về cái thiết kế, đặc biệt là thiết kế mặt lưng ấy, thì hai sản phẩm này nó có những cái vẻ đẹp khác nhau và nó phụ thuộc vào gu của các bạn mà thôi. Nhưng có một thứ nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm cầm nắm sử dụng, đó là kích thước màn hình. Con này thì có màn hình lớn hơn so sánh với Reno 4. Kích thước cụ thể thì các bạn cứ nhìn trên màn hình đi. Và khi cầm trên tay thì các bạn cũng có thể thấy là con Reno 4 nó gọn hơn ở trong tay mình rất là nhiều. Tuy nhiên màn hình to nó sẽ có không gian sướng mắt hơn khi mà các bạn trải nghiệm những nội dung lướt web hay chơi game trên nó. Nhưng điện thoại màn hình nhỏ hơn một tí thì nó cầm trên tay lại gọn gàng hơn. Thế nên nó phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Các bạn cần có một cái màn hình thật lớn, máy kích thước lớn để mà giải trí cho nó sướng thì A71. Còn nếu các bạn cần một cái máy gọn gàng hơn, cầm trên tay dễ chịu hơn mà vẫn phục vụ được những cái nhu cầu cơ bản, chơi game vẫn ngon, xem video, xem phim vẫn sướng thì Reno 4 ok nhá. Còn nói về khả năng hiển thị, cả hai sản phẩm này đều sử dụng cái tấm nền là AMOLED, một bên thì là Super AMOLED. Cả hai đều có vân tay nhúng bên trong màn hình và trải nghiệm của nó thì cũng tương tự như nhau. Tuy nhiên nó khác biệt một chút ở cái chi tiết, đấy là cái cụm camera ở bên trong màn hình. Một bên thì đặt ở chính giữa, giống như rất nhiều những chiếc flagship của nhà Samsung, còn một bên thì đặt ở góc bên trái. Thì nó lại có hai cam, nhưng mà hai cam này cũng rất là gọn và nhỏ. Nói chung là cái kiểu thiết kế đặt ở bên trong màn hình như vậy, nó gọi là đục lỗ hay là nốt ruồi, phụ thuộc vào cách các bạn gọi. Thì ok, nói chung là mình thấy nó cũng rất là đẹp ở cái mặt hiển thị như thế này. Và trải nghiệm sử dụng thực tế thì A71 vẫn thích mắt hơn một tí, tại vì nó cân đối hơn. Tuy nhiên cụm camera thì nó hơi to. Và cái viền bên dưới thì các bạn cũng có thể thấy là A71 nó làm mỏng hơn so sánh với Reno 4. Tức là nhìn phía mặt trước như thế này, mình đánh giá là A71 ngon hơn, tại vì Reno 4 cả bên dưới hơi dày, mỏng hơn tí nữa thì mình nghĩ sẽ đẹp hơn rất rất nhiều. Rồi, đến những thứ khác thì sao? Ví dụ như cái camera, thì camera của hai cái điện thoại này đều có 4 ống kính. Và nếu như A71 đi theo cái xu hướng đấy là macro làm điểm nhấn, thì với camera trên con Oppo Reno 4, nó sử dụng cái camera chính với tính năng AI Color Portrait Mode làm điểm nhấn. Thực sự cái camera của hai sản phẩm này rất là tốt, xét về màu sắc, độ nét, khả năng bắt nét, tốc độ chụp, quay video, nói chung là khá là ngon. Hai sản phẩm này đều có camera góc siêu rộng rất là chất lượng. Nhưng khi xét ở cái camera chính á, thì 64 chấm trên con Galaxy A71 này so sánh với 48 chấm của con Oppo Reno 4 thì nó lại phụ thuộc vào mắt nhìn của các bạn.
Ở đây mình cũng sẽ demo một vài tấm hình để các bạn có thể thấy. Thực ra khi mà chụp cho những cái môi trường nó gọi là đủ sáng á, thì nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Cái màu sắc, độ tương phản và độ nét thì nó phụ thuộc vào cách các bạn nhìn mà thôi, cách các bạn thích mà thôi. Nhưng khi mà chúng ta đi vào những cái môi trường chụp đêm, chụp ở những nơi ánh sáng yếu một tí á, thì với Oppo Reno4 nó xử lý những cái chi tiết trong vùng tối tốt hơn, đặc biệt là chế độ chụp đêm trên con Reno4 này nó hoạt động tốt hơn rất nhiều so sánh với chế độ chụp ban đêm trên con Galaxy A71 này. Thực sự thì với những thiết bị tầm trung như vậy, không thể nào chúng ta đòi hỏi được một khả năng chụp đêm ấn tượng như những mẫu flagship được. Nhưng mà rõ ràng ở cái khoản camera này thì mình vẫn thích cái chất hình trên con Oppo Reno4 hơn. Và khả năng chụp chân dung thì Oppo Reno4 tách nền cũng tốt hơn rất nhiều so sánh với Galaxy A71. Đấy là mình còn chưa kể đến cái camera selfie. Rõ ràng Oppo Reno4 tốt hơn rất nhiều so với con Galaxy A71 này rồi. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Comment nhé! Rồi, pin thì sao? Sạc nhanh thì sao? 4.015 mAh. Và xét trên cái trải nghiệm sử dụng thực tế thì A71 tốt hơn một chút về pin, bởi vì dung lượng nó lớn hơn. Nhưng không có nghĩa là Oppo Reno4 nó tệ về cái mặt này. Thực ra hai sản phẩm này đều có thời lượng pin sử dụng thực tế rất là tốt. Nó sẽ chỉ chênh lệch nhau đâu đó tầm khoảng nửa tiếng đến khoảng 45 phút on screen, phụ thuộc vào cách các bạn sử dụng. Bù lại thì Oppo Reno4 có sạc nhanh hơn với VOC 4.0 30W. Con này chỉ là 25W mà thôi. Và các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý 25W này này, nó là sử dụng Power Delivery. Nên trong quá trình mà các bạn cắm sạc mà để cái màn hình nó bật sáng lên, nó sẽ không kích hoạt được sạc nhanh. Con này thì vẫn sạc nhanh một cách bình thường. Và cái nhiệt độ trong quá trình sạc thì Oppo Reno4 cũng tốt hơn so sánh với A71 rất là nhiều. Thế nên nếu như các bạn nào mà có thói quen vừa chơi game vừa cắm sạc thì con Reno4 này ngon hơn. Con này thì nó không lên sạc nhanh luôn cơ. Lưu ý ở chi tiết đó nha. Đương nhiên cả hai sản phẩm đều sử dụng USB Type-C là bắt buộc phải có, cũng như có jack cắm tai nghe 3.5mm để các bạn có thể kết nối đến những chiếc tai nghe bên ngoài rồi. Ok, vân tay nhúng bên trong màn hình có đủ hết. Và đương nhiên những cái tiêu chuẩn của những mẫu flagship cao cấp như loa stereo hay là sạc không dây kháng nước, chắc chắn hai sản phẩm này đều không có rồi. Thế nên các bạn có thể thấy, với mức giá chênh lệch nhau vào khoảng tầm 1 triệu mấy như thế của con A71 và con Reno4 này, thì thực sự những cái giá trị mà con A71 nó mang thêm về, ví dụ như là cái màn hình lớn hơn một tí, ví dụ pin lớn hơn một tí, và có thể đối với nhiều người thì sẽ là cái thương hiệu của Samsung. Nhưng bản thân mình đánh giá thì vẫn có cái hiệu năng tương tự như vậy. Sạc thì nhanh hơn, pin kém hơn một tí, camera màu sắc ấn tượng hơn, màu da người đẹp hơn, selfie ngon hơn, hay là cái thiết kế của nó cũng mới mẻ hơn, trendy hơn và đẹp hơn. Thì mình vẫn đánh giá là Reno4 là một sự lựa chọn kinh tế hơn rất là nhiều. Tại vì rõ ràng những cái function mà con A71 mang lại thì nó không thực sự là hơn đứt hoàn toàn so sánh với Reno4 được. Đặc biệt là cái mức giá các bạn phải chi ra thì nó hơi nhiều như thế. Thì nó lại phụ thuộc vào cách nhìn của các bạn mà thôi. 720G và 730G nó không chênh lệch nhau nhiều đâu các bạn. Và thậm chí nếu sử dụng thực tế các bạn cũng không nhận ra được nhiều sự khác biệt nhau đâu. Mà đấy là mình còn chưa kể với cái phần mềm ở bên trong á, thì với One UI nó ngon, nó đẹp, dùng rất sướng. Nhưng mà xét về độ mượt và cái độ phản hồi á, thì nó vẫn thua so với ColorOS 7.2 trên con Reno4 đang sử dụng, bởi vì nó dựa trên cái nền tảng Android gần như là thuần gốc, tùy biến lại một chút về mặt giao diện mà thôi, nên nó rất nhanh, rất mượt và rất ổn định. Thế thì các bạn nghĩ sao? Hãy comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Nói chung với quan điểm của mình á, thì hai sản phẩm này nó có những cái hay nhất định, và quan trọng là các bạn thích sản phẩm nào mà thôi. Nếu như mình để cân đối giữa hiệu năng, camera và quan trọng là cái giá bán, thì mình sẽ lựa chọn Reno4. Còn nếu như mình cần một cái điện thoại phải pin trâu hơn, camera nét hơn, chi tiết hơn, cũng như là cái màn hình lớn hơn, sử dụng cái giao diện phần mềm thì rất là dễ dàng, có rất nhiều tính năng hỗ trợ cho công việc ngon, thì mình sẽ lựa chọn Galaxy A71. Cuối cùng vẫn sẽ là bạn. Thế nên bạn chọn sản phẩm nào, comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Đúng nghe là mức giá của hai sản phẩm này là mình check tại Servernet, link sẽ ở phía bên dưới phần mô tả video, mình sẽ ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn chắc chắn nếu như các bạn quan tâm nhiều hơn nữa, thì mình sẽ một lần nữa đặt cạnh con A71 với cả con Reno4 Pro này để xem mức giá chỉ chênh lệch đâu đó tầm khoảng 600k hay là 500k gì đó, thì Reno4 Pro mang lại nhiều giá trị ấn tượng hơn nhiều nữa đấy. Các bạn muốn xem thì comment, đóng góp ý kiến nhé. Còn video này mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!